Các bạn đang nghe Maria ngoại truyện, sai thoại về Đức Mẹ Maria, tác giả Lê Ngọc Thành Vinh, bút danh Vinh Kiêu, chương 6, gia đình Nazareth. Khi gia đình Giuse trở lại Nazareth, thì phụ mẫu của Maria không còn, không một ai dám chắc có phải vì thương nhớ Maria hay không. Chỉ biết rằng ông Joachim và bà Anna đã an nghỉ trong Chúa. Mọi gia sản, tiền bạc đều cung tiến cho nhà nguyện của thành. Giuse lặng lẽ đưa Maria và con trẻ trở lại mái nhà xưa của ông, tiếp tục nghề thợ mộc. Ngoài ra, ông còn chế tạo các loại dụng cụ nữa. Nhà ba miệng ăn, cái nghề thợ mộc này ở nông thôn cũng không phát triển mấy. Giuse nghĩ về Bethlehem, lại thở dài. Maria hiểu cái thở dài của chồng, bà hiểu những hy sinh của ông. Nhưng hẳn là cũng như bà, ông Giuse mỗi lần nhìn trẻ Giêsu thơ ngây chơi đùa cùng chiên con và chúng bạn, thì mọi lo buồn đều tan biến. Maria cũng cố gắng giúp đỡ chồng kiếm thêm bằng cách dệt vải và giặt thuê như những ngày còn ở Ai Cập. Israel ngày ấy còn hoang sơ lắm. Nazareth lại là vùng quê ở xa thủ đô nên cuộc sống khá lặng lẽ, yên bình nhưng phần đa người dân sống khó nghèo. Giêsu lớn lên thiếu thốn vật chất, bù lại cậu được sống trong tình thương mến của cha mẹ, những con người mẫu mực, luôn đặt thánh ý của Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Một ngày nọ, bé Giêsu lại gần Maria, nũng nịu: "Mẹ ơi, con muốn có một con thú gỗ, như những con thú mà cha thường làm để bán cho mấy người nhà giàu ấy." Những con thú ấy đuổi ngang ba ngày ăn của nhà mình đấy. Nhưng để mẹ hỏi cha con xem sao. Maria dừng quay sợi, đi vào lều làm mộc của Giuse. Bà ngập ngừng: "Giuse, ông có còn con thú gỗ nào không?" "Tôi bán hết rồi." "Nhưng bà hỏi làm gì? Ai cần vậy?" "Tôi thường làm theo đơn đặt hàng của người ta thôi." Giêsu muốn có một con, nhưng không có thì thôi vậy. "À, vậy thì tôi sẽ làm cho con." "Nhưng công việc của ông còn phải mua gỗ nữa." "Ôi dào, bà chớ lo. Đến giờ con còn chưa có thú gỗ chơi cũng là thiếu sót của tôi." Nói rồi Giuse với tay lấy thanh gỗ ngay cạnh ông, cũng là thanh gỗ quý nhất, làm quà cho Giêsu. Ông nào có tiếc gì đâu. Và Giuse nhanh chóng chế tác cho bé Giêsu một con thú gỗ, tuy khá đơn sơ nhưng có hẳn 4 cái bánh xe để có thể dắt đi chơi được. Mỗi khi chuyển động, cái đuôi của con thú cũng lúc lắc theo, trông hết sức ngộ nghĩnh. Giêsu nhận được quà thì vui lắm, bá cổ Giuse hôn một phát đánh chụt lên hàm râu của ông, rồi tung tăng chạy sang nhà những người anh em Jacobê, Giuse, Giuđa và Simon chơi. Giêsu là vậy, có đồ ăn ngon, có đồ chơi đẹp thì cậu không giữ riêng cho mình bao giờ. Giuse nhìn theo bóng con, mọi ưu phiền lại tan biến. Nhưng chiều về, khi Giuse mở tấm da dê, bản vẽ sản phẩm cần đặt hàng, ông mới giật mình vì thanh gỗ quý là đoạn then chốt của sản phẩm. Ông lại nhở tay làm con thú cho Giêsu quá to, thành thử giờ đây bị thiếu. Giuse lật đi lật lại tấm da dê, trầm ngâm suy tính. Ông là người công chính, không thể pha gỗ tạp vào, càng không thể làm hẹp đi sản phẩm đặt hàng của khách. Đợt gỗ mới thì chưa tới, mà đi lấy cũng phải mất mấy ngày, rất tốn kém và để phí thanh gỗ kia nữa. Giuse tính đến việc thêm gối đỡ hoặc chế tác thêm phòng treo sao cho đẹp mắt mà vẫn đủ bền, song lại không còn đúng với kết cấu của bản vẽ nữa, e là khách hàng không chịu. Giuse lấy đá vẽ lên đất, đo đi đo lại, bóng ông in dài dưới ánh mặt trời khi chiều tà. Mồ hôi chảy xuống đất tong tong nhưng không tìm được phương án khả thi nào.
Maria đang quay sợi, thấy Giuse bối rối. Bà dường như đoán ra điều gì, tiến lại gần, đặt tay lên vai Giuse. Ông có chuyện gì sao? Thực ra là, thôi để tôi tự giải quyết vậy. Nãy giờ quan sát ông, tôi đoán được chuyện gì rồi. Hay ông thử nhờ Giê-xu xem? Không đâu, chúng ta không nên nhờ con trẻ. Tôi đã cảm nhận được rằng, phải nỗ lực hết sức mình thì phép lạ mới tới bà. Đừng quá trông chờ vào Thiên Chúa, người đã cho ta tự do và ý chí. Maria hiểu Giuse không muốn cậy nhờ con trẻ, nhưng đây là chuyện bất khả kháng và nó cũng khởi nguồn từ mong muốn của Giê-xu. Bà vội đi tìm Giê-xu. Lúc này trời đã xế chiều và ngày sắp tàn, nhưng bọn trẻ dường như vẫn còn say mê với đồ chơi mới nên chưa chịu về. Maria dễ dàng tìm thấy khi nghe tiếng lũ trẻ đang giành nhau con thú gỗ ở một khu đất trống. Có lẽ là trước lúc chia tay để ai về nhà nấy. Con thú này để cho em Simon chơi là hợp lý nhất, vì em ấy nhỏ tuổi nhất. Bé Giuse đề nghị. Không được, Simon có thể làm mất. Anh nhiều tuổi nhất, để cất giữ cho. Jacobe lên tiếng. Suda cũng rất muốn giành con thú gỗ về phía mình, nhưng cậu chẳng có lý do gì để giành giật cả. Simon thì còn bé xíu nên không dám lên tiếng. Hai đứa nhìn về phía Giê-xu dò xét. Trong thâm tâm, có lẽ Giê-xu cũng muốn để dành cho em nhỏ Simon, song lại thấy Jacobe nói rất có lý. Cậu tần ngần cầm con thú gỗ, lắc qua lắc lại rồi quyết định. Thôi thế này nhé, con thú gỗ này sẽ chơi chung. Bà vì nhà tớ làm nghề thợ mộc nên sẽ biết cách cất giữ nó tốt hơn. Rồi hàng ngày tớ sẽ mang sang chơi cùng các cậu. Khi nào cha tớ có nhiều gỗ thừa hơn, tớ sẽ xin cha đẻo cho mỗi người một con, được không? Bốn cô cậu tiêu nghỉu, nhưng rồi thấy Giê-xu nói rất đúng, chúng nhất loạt đồng ý. Được rồi, thì cậu giữ. Dù sao ban đầu nó cũng là của cậu, nhưng nhớ mang sang cho chúng tớ cùng chơi mỗi ngày. Và nhớ nhắc cha cậu đẻo cho mỗi người một con thú khác nữa nhé. Nhỏ hơn một chút cũng được. Bà Maria nghe câu chuyện của bọn trẻ mà phì cười. Nhưng cũng lúc ấy bà giật mình khi chợt nhớ đến lời tiên tri Jeremiah đã loan báo năm xưa rằng Giê-xu sẽ đem đến sự công bình cho thế gian. Này, sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ thực hiện điều tốt lành ta đã phán về nhà Israel và về Judea. Trong những ngày ấy, vào thời đó, ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một đấng công chính để nối nghiệp David. Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. Trong những ngày ấy, Judea sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành. Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Bà tiến lại gần bé Giê-xu, thủ thỉ. Con ơi, cha đang gặp khó. Giờ của con còn chưa tới. Giê-xu đáp. Hơn nữa cha là thợ mộc lành nghề, cha sẽ có cách thôi. Maria thở dài, bà đi về nhà, đến bên Giuse, thì thầm. Giê-xu nói không giúp được, vì giờ của con chưa tới. Nhưng nếu con bảo gì, thì ông cứ làm theo nhé. Rồi quầy quả vào bếp làm bữa tối. Không hề hay biết Giê-xu vẫn lặng lẽ theo sau. Maria đi rồi. Bé Giê-xu tiến lại gần rỉ tai Giuse. Cha cột chặt một đầu khúc gỗ. Con sẽ giúp giữ chặt thêm. Rồi cha cầm đầu kia kéo cho nó dài ra nhé. Giuse bật cười. Con thật lạ. Gỗ chứ có phải là sợi vải đâu. Mà sợi vải cũng chỉ kéo dài được chút xíu thôi. Nếu kéo mạnh quá sẽ đứt. Bé Giê-xu bật cười khanh khách. Cha lại giống ông Zacharia rồi. Giuse giật mình kinh sợ.
ông ngỡ mình cũng đã ác khẩu như tiền nhân. Lại sực nhớ lời Maria dặn dò, vội vội vàng vàng mang gỗ ra kéo. Ông tự vấn mình từ nay sẽ không bao giờ làm phiền đến con trẻ và mẹ của người nữa. Maria đứng từ xa quan sát, bật cười. Hai cha con nghỉ tay thôi, muộn rồi. Maria lên tiếng. Hôm nay mẹ sẽ đãi cả nhà món bánh mì rán nhé. Lâu lắm rồi mẹ mới mua được ít dầu ngon. Hôm nay con sẽ chia bánh. Giê-xu hồ hởi. Nói rồi cậu buông thanh gỗ, vội chạy đi rửa tay thật sạch. Maria cười hiền từ. Con có làm được không đấy? Bé Giê-xu mỉm cười. Cậu cầm lấy bánh, giơ lên cao dâng lời cầu nguyện y như cách ông Giuse vẫn thường làm. Chỉ khác là ông Giuse thường cầm cả đĩa bánh, còn Giê-xu cầm trực tiếp vào bánh. Cũng có thể vì lý do này cậu đã rửa tay thật kỹ trước đó. Sau khi đọc xong lời nguyện, Giê-xu không chia bánh cho ba người theo cách bà Maria thường làm, nhưng cậu lại bẻ bánh ra. Phần to nhất này là dành cho cha, người lao động vất vả nhất. Còn nửa này cũng tương đương là phần của mẹ, người cũng vất vả không kém. Nói xong, Giê-xu bỏ mẩu bánh nhỏ xíu vào đĩa mình. Con suốt ngày chỉ chơi thôi, và như thế này đã là quá đủ rồi. Ông Giuse và bà Maria đưa mắt nhìn nhau. Mỗi khi có món ngon, thì bà Maria thường chia cho con trẻ phần nhiều nhất. Riêng lần này vì Giê-xu xung phong chia bánh, lại chia một cách khác thường, kèm theo một câu lý giải có vẻ rất công bằng, khiến ông bà không biết làm sao cho phải. Ông bà bắt đầu hiểu, Giê-xu sẽ mang sự công bình bác ái đến cho thế gian. Vì thế, những ngày sau đó ông bà thường viện cớ không cho Giê-xu chia bánh nữa. Giê-xu dường như hiểu chuyện, cậu cũng không đòi hỏi, hoàn toàn vâng phục hai người.